Bây giờ mình sẽ đọc tỉnh Bến Tre cho các bạn nghe nha. Bến Tre là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, tiếp với giáp Biển Đông, dài 60 km. Đơn vị hành chính là thành phố Bến Tre, huyện Ba Tri, huyện Bình Đại, huyện Châu Thành, huyện Chợ Lách, huyện Dầu Tôn, huyện Mò Cẩy, huyện Thạch Phú. Diện tích và dân số. Diện tích là 2.3.946 km², dân số là 1.265.200 người. Dân tộc là Việt, Kinh, Hoa, Khờ, Mé, Tày. Di thắng du lịch, danh thắng du lịch Bến Tre có điều kiện thuận phát triển sinh thái bởi có dở được sinh miệng nguồn môi trường sinh thái trong mình, màu xanh có những vườn dừa trái cây rộng lớn. Cồn Phụng là cồn đạo dừa. Cồn Phụng được chừng 1.500 m, hiện tại được hàng mục được xây dùng tạo Nguyễn Thành Nam xưng chính con rồng tháp Hòa Bình của Trùng Dài, nơi ông đạo dừa ngồi giảng kinh pháp truyền bá đạo giáo. Tòa tháp trúc mắt lạ với những mảnh đất tả diệu lưu niệm, chiếc mặt nạ xanh phụng chiếc ba gác như chén muỗng thìa cồn ốc là vị trí nơi đồng ở hàng luồng xã Hưng huyện xã Dồn Trôm tỉnh Bến Tre. Giống đặc hữu như dùm lá bưởi da xanh, cây cối được sự thơm ngon cùng quy. Vườn trái cây lá mơn thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Đặc điểm cái mơn là một làng quê thuần chất Nam Bộ với những con đường nhỏ hẹp bao phủ, rặng cây xanh trĩu quả ngọt, đến nay mùa nào cũng để ăn là nghề. Hàng năm có thường triều măng cụt, xoài, nhãn tiêu, bòn bon, các loại có muối. Cái muối là cái hộp mà mình ăn mình nhả ra, chứ không phải là muối để xúc muối nha các bạn. Cái mơn nghệ nhân rất giống trí cây và bỏ nai, hình con nai rồng xẹp, xuân chim vàm hồ. Tới thăm dân chim và ngồi dân khách được đi trong rừng bơ xuống len căn cứ, đi qua chiếc võng đu đưa bánh. Bây giờ sẽ đọc xong mình nha. Bãi biển Thừa Bình Đại là một bãi biển thừa đất thuộc Bình Đại. Bình Đại là một trong ba huyện của Bến Tre, nằm trên cù lao Hoa Án và bốn sông. Bình Đại có một nhiều lợi thế giao thông với thông bộ. Đến Bình Đại khám phá biển phù sa thì đất có lẽ đây là thích thú nhất, bởi bãi biển cát mịn màng trắng được tạo ra những phong cảnh rất là đẹp. Mình cho các bạn cái này là hình ảnh trắng đây, chắc các bạn cũng đã từng đi rồi. Các bạn thấy chưa? Mình cho coi các bạn 30 giây nha, để mình đếm nha. 30, 29. Thôi mình cho các bạn coi. Đây coi gần hơn, mình cho coi gần. Tại bãi biển thừa đất, sau khi tắm biển phù sa, du khách có thể chọn món sản như biển cá mực, tôm ngao, bình dương, chiếc bánh. Tuy là bãi biển phù sa ngàn, bãi biển được xây dựng tạo ra những nghỉ ngơi những cho những người cao tuổi. Một số sản vật ở là có nghĩa là dừa uống nước, nghĩa là đồ ăn nha các bạn. Dừa, sầu riêng, cái mơn, bưởi da xanh, vú sữa, bơ hầm, rượu Phú Lệ, mắm cộng Châu Bình, đun dừa, cơm dừa, kẹo dừa, hương dừa, rượu dừa, bánh tráng Mỹ Lòng. Để mình cho coi các bạn khi mình đọc nhanh. Bây giờ mình sẽ kết thúc video này nha. Chào tạm biệt các bạn.